Chào các bạn thân mến. Giờ này là 5 giờ 45 sáng nha các bạn. Thì mình đang có mặt tại chùa Thiên Phước, hay người ta còn gọi là chùa Xẻo Tre. À, các bạn thấy đèn còn sáng nè ha. À, nghĩa là giờ là mới tờ mờ sáng thôi nha các bạn. À, mới hừng sáng thôi. À, chưa được 6 giờ sáng nha các bạn. Đây. Đây là thuộc xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cái hướng về tay trái của mình thì về thị trấn Lấp Vò. Còn hướng về tay phải là đi đến xã Hội An Đông và qua tới huyện Chợ Mới, An Giang các bạn. Rồi mình đi đến cầu Cái Đầu Thượng đó. Ở trước mặt cái chỗ bóng đèn sáng sáng đó là cầu chùa Xẻo Tre nha. Đó. Và cứ hàng tháng như mình có chia sẻ với các bạn qua nhiều video clip là cứ hàng tháng vào ngày 14 và ngày 29 âm lịch hàng tháng thì tại chùa Thiên Phước có tổ chức bánh mì thăm đồng đó, do nhóm Phật tử của chùa tổ chức nha. Đó. Và hàng tháng thì cũng có một số Phật tử đến tiếp, phụ tiếp khoảng chừng 5-6 người vậy đó các bạn. Thì được biết là mỗi một lần vậy thì là 200 ổ bánh mì chay. Đó, 200 ổ bánh mì chay nha. Bánh mì nè cậu ơi, mấy ổ cậu? Cậu, mấy ổ? Mấy ổ? Ba ổ cho cậu, ba ổ về. Đây đây đây, ba ổ đây. Đây. Cảm ơn ông chú nha. Bánh mì chú ơi. Bánh mì anh ơi, mấy ổ? Mấy ổ anh? Mấy ổ là mình nói mấy ổ? Năm ổ ha. Bốn mẫu hả anh? Đúng không? Bốn mẫu hả? Không có, anh phải nói bà bao nhiêu lận em biết nó nhiêu hỏi được rồi. Lấy cái bọc bự ta đựng cho. Ừ. Anh đừng có ngại chứ. Năm mẫu đi. Năm mẫu, năm mẫu anh nói năm mẫu. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Anh đừng có ngại. Lận em biết em vô bọc ăn bánh mì mình nó em không ngọt gì đâu luôn. Nó ngọt với đùa anh chết trời, nó bốt nó tử nữa rồi. Ủa, em bắt cũng xin em luôn. Rất là vui các bạn. Cứ hàng tháng 14 và 29 âm lịch thì có tổ chức bánh mì chay phát tặng cho bà con nào có nhu cầu đi ngang đường hoặc là bà con ở trong khu vực. À. Và bây giờ chị em đang làm bánh mì, trò chuyện rất là vui vẻ luôn ha. Đây nè, ta để dao vô đàng hoàng, bà lấy nè, mình ngồi, lấy lộn quá trơn. Ừ, ngại cho thử coi. Để cái thứ tự cho mà. Để đây nè, con Ngọc để nó đi. Mày chưa có để gì trơn, bà để qua đây chi vậy? Nè, để ngồi vô chị ơi. Vậy. Để mới ngồi. Ồ, cái máy gì mà đẹp dữ vậy trơn. Sáng chân rồi kìa. Bả đi kiếm gì bả làm giàu. Bởi vậy em thấy em ra đăng lên rồi nha, giá thành nhạc quá hay là nó chỉ sao mình thu nhập hơn. Nhưng mà nói nghe nè, mình đi mà mình có công ty như vậy mới đúng, ăn uống nó mới thoải mái tập thể luôn chứ. Chị đừng có nói mà nay tự túc là cái đó nó không có đúng, nó không có được vui. Thôi vậy đi, giờ về hòa đồng vậy đi. Qua hòa đồng vậy đi chị. Ai ăn nó trả tiền cho dễ, khỏi lòng cho chị. Không có sao. Vừa hả, mày đi vừa qua đó, vô ai nào để ăn trả tiền mới rồi. Chỉ rồi nghĩ xong à. Ví dụ như người có tiền mới chi, người không có tiền rồi sao?
em ơi, em ơi, em ơi kìa, đây nè. Dạ, ở này mình bắt đầu từ mấy giờ vậy em? À, em á thì 2-3 giờ em thức chị em xách đồ rồi. Mình lên em. Cho tới 5 giờ. Tới 5 giờ thì chị em xuống nhau lại giúp em ra ngoài này. Vậy là ở đây ý cô muốn hỏi là 5 giờ sáng là có bánh mì ở đây rồi ha? Dạ đúng, 5 giờ sáng là đã có rồi đó. Có sẵn luôn, tụi em ra trước 5 giờ. Cái ổ bé. Thì cũng thông tin với các bạn là 5 giờ sáng là có bánh mì rồi nha các bạn. À, và hình như mình thấy là khoảng diễn ra 2 tiếng đồng hồ các bạn. Tới 7 giờ là coi như kết thúc á. 7 giờ là coi như là hết bánh luôn nha. Chùa Xẻo Tre có cái mặt tiền rất là dài luôn các bạn, cặp theo tỉnh lộ đây. Đây là cầu Xẻo Tre nha, cầu chùa Xẻo Tre đó. Và ngay đầu cầu thì có một quán bán đồ trưng thờ cúng, bán đồ thờ cúng và một quán hủ tiếu chay cũng rất là ngon các bạn. Thì khi Phật tử đến đây viếng chùa Xẻo Tre đó thì thường hay là dừng chân ăn hủ tiếu chay. Bây giờ thì chán gạch lại rất là sạch đẹp luôn. Lúc trước thì còn nền đất nha và lụp xụp lắm. Bây giờ hôm nay mình thấy là quá đẹp luôn, nên sẵn là mình qua mình chia sẻ giới thiệu với các bạn luôn. Quán chay có cơm, bún, hủ tiếu, phở và có cà phê giỏng luôn nha. Đó. Đối diện với chùa Xẻo Tre nha. Đó. Và ngay dốc cầu chùa Xẻo Tre luôn. Một cái điểm thật là lý tưởng các bạn. Trước sân có những cây sao rất là đẹp, che bóng mát luôn ha. Những cây sao này cũng mấy chục năm rồi đó. Ở phía trước này có hàng sao quá đẹp luôn. Công nhận quán có cái mặt tiền hết sức lý tưởng luôn các bạn. Đây. Giờ này sáng sớm mà đã có nhiều khách đến ăn hủ tiếu rồi nha. Đây. Lót gạch men lộn xộn nhưng mà nhìn thấy đẹp lắm các bạn. Màu sắc. Đây. Và bây giờ che máy tôn lại đàng hoàng luôn. Và có cái cảnh bờ sông nè, có cái view bờ sông rất là mát mẻ và rất là đẹp luôn. Khi các bạn ăn hủ tiếu mà các bạn ngồi ở cái view bờ sông này thật là lý tưởng các bạn ơi. Đẹp quá luôn, nhìn lên cây cầu chùa Xẻo Tre nè. Đẹp vô cùng luôn ha. Đây là trong quầy đó. Lịch sự ghê luôn á. Lúc trước mình ghé thì quán nhỏ lắm, xung quanh thì cũng có giẫm nhưng mà chưa có lót lại gạch men và khang trang như bây giờ nha. Ở hôm nay mình đến để mình giới thiệu quầy bánh mì không đồng. Thì sẵn mình nhìn qua quán hủ tiếu quá đẹp nên mình quay chia sẻ các bạn luôn. Đây, đây là tủ bán đồ trưng, đồ thờ nha, đồ thờ cúng. Ồ đẹp quá, tượng Phật Quan Thế Âm và Bồ Tát, Phật Di Đà, quá đẹp luôn. Những tượng Phật đẹp quá chừng luôn. Nam Mô A Di Đà Phật, đẹp quá. Đồ thờ cúng nha các bạn, lưu niệm luôn, lưu niệm rồi thờ cúng luôn là cũng có phục vụ bà con
Mình thấy đây có ông Điện thần tài đẹp quá luôn nè. Sơn son thép vàng sáng rực rỡ các bạn. Nhìn vào mình thấy không khí mùa xuân đang lan tỏa khắp mọi nơi ha. Nhìn đẹp quá luôn. Chuẩn bị để đón Tết Nguyên Đán, bà con mình sửa soạn lại nhà cửa rồi tiệm quán cũng khang trang hơn. Và giờ này là 6 giờ 15 phút các bạn. 6 giờ 15 phút. Sáng sớm ha. Buổi sáng rất là mát mẻ luôn. Và bà con mình đến dùng hủ tiếu chay. Đó. Đây một em trai đang ghé nữa nè. Đây, mình vào giới thiệu chia sẻ quán hủ tiếu chay. Ở đây có bán dưa kiệu luôn nè các bạn. Nhìn là thấy không khí ngày Tết ha. Đó. Ồ, hủ dưa kiệu ngon quá. Này nhiêu một hủ vậy chị? 60 ngàn hả? Hủ lớn thì 80 nha. Giá này là rất là rẻ luôn nha các bạn. Một hũ vậy là nhiêu, khoảng nhiêu cái hũ nhỏ ký không có cân ha. Không có cân, cứ theo cái kích cỡ của hũ mà chất cho nó đầy vậy thôi các bạn. Hũ gì có 80 ngàn, rẻ quá. Hồi em mua hũ về ăn Tết thôi đó. Rồi có nước giải khát luôn nha, các loại nước giải khát luôn, trà đá luôn, có bán muối tiêu luôn nè. Đó, rồi có nè muối tiêu. Khi bà con đến đây dùng hủ tiếu chay, cơm chay, rồi phở chay, bún chay thì có đồ thờ cúng nè. Rồi có bán thêm một số đặc sản. Hội An Đông là đặc sản củ kiệu đó nha các bạn. Ở xã Hội An Đông là trồng kiệu rất là nhiều luôn. Đó. Đây, quầy bán nè. Để trong tủ kiến rất là vệ sinh, sạch sẽ luôn nha các bạn. Đó. Không có ruồi hay là không có bụi bặm luôn nè. Đây. Ở bên đây là quầy nước nhỏ nè. Rồi, đây là cơm điện nha, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Rất là ngăn nắp, rất là sạch sẽ nha. Đó. Một cái bếp củi rất là nóng luôn các bạn ơi. Mình thấy thích nấu củi vậy nè, nó nóng gì lắm. Mà nhìn nó ngon sao đâu. Rồi. Rồi cái nồi hủ tiêu, nồi nước súp nè. Đó, nóng hổi luôn nha. Hai vợ chồng anh chủ là bán liên tục luôn ha. Thì mình cũng xin chia sẻ các bạn, thì quán hủ tiếu chay này mình cũng đến ăn nhiều lần, mỗi khi mà đến viếng chùa Thiên Phước đó các bạn. Ngon. Đậu phộng, hành phi, tàu hủ, bá đòn, bún, bánh phở. Rồi này là để cơm chay nè. Đậu xào, đồ chay, đồ kho. Rồi tàu hủ chiên. Anh, mình sửa lại cái quán này hồi nào vậy anh? Hồi tháng 7. Tháng 7 hả? Trời ơi, sửa lại giờ khang trang, nhìn thấy đẹp quá trời luôn. Rồi, mua đem về, rồi khách đến nữa nè. Mát mẻ, rộng rãi, sạch sẽ. Và cảnh tình rất là đẹp ha, rất là thích hợp luôn. Gần chùa có một quán hủ tiếu chay. Đó, sân giờ làm ra rộng rãi dễ sợ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đến để giới thiệu bánh mì không đồng tại sân chùa, tại cổng chùa Thiên Phước. Chùa Thiên Phước có mặt tiền rất là dài luôn ha. Đó, từ cái cổng Nam Mô A Di Đà Phật đó tới cái cổng chùa Xẻo Tre, rồi hàng rào Thiên Phước cổ tự, rồi tới hàng rào bằng gạch tàu màu rất là đẹp.
tạo cho cổng chùa ấn tượng nha các bạn. Bởi sử dụng gạch tàu, ngói bằng gạch tàu, ngói bằng gạch đó các bạn, nên cái màu tự nhiên đẹp, không có phải sơn phết, nên nhìn màu đẹp đó. Cái cổng rất là đẹp. Giờ này thì bánh mì cũng sắp sửa hết rồi nha các bạn. Giờ này là gần 6 giờ rưỡi sáng. Rồi Mập Dì dừng chân ghé lại. Và cũng như clip trước mình chia sẻ là phía trước cổng chùa có Phật tử cúng dường tảng đá rất là đẹp luôn. Đây, khắc tên chùa Thiên Phước Xẻo Tre 368 ấp An Bình, Hội An Đông, Lắp Vò, Đồng Tháp, Xuân Viên, Quy Hùng cúng dường. Đây của Phật tử cúng dường nha. Và mình thấy ở chùa Thiền Tân cũng có một cái tảng đá như giống như thế này các bạn, nhưng mà nhỏ hơn chút, rồi làm cái bệ lên cao đẹp. Kế bên nữa là có hai cây vừng. Vừng ơi hãy mở cửa ra, đẹp quá, làm cho cổng chùa Thiên Phước trở nên là xinh đẹp hơn ha, nên xinh đẹp hơn. Rồi mọi người đến ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau nha. Cứ 14-29 âm lịch hàng tháng thì tại chùa Thiên Phước có tổ chức bánh mì không đồng. Mời các bạn đến ủng hộ. Một buổi sáng ăn chay cũng rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Một tuần thế mình ăn chay một vài ngày thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Ví dụ như sáng các bạn ăn cơm, tắm, ăn phở, ăn hủ tiếu, xương ống này nọ, thì lâu lâu có một buổi sáng các bạn ăn một ổ bánh mì chay thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Ở đây chim yến trao liệm quá trời luôn các bạn. Nhìn thấy là biết không khí mùa xuân rồi đó. Mùa xuân đang lan tỏa khắp mọi nơi luôn. Ôi, chim én bay lượn khắp bầu trời luôn. Cảm ơn con nha.